Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trước thời khắc báo số 3 Yagi đổ bộ tại khu trung cư cũ nát ở Hải Phòng, ngay trong đêm tối, tiếng loa phát thanh vận động người dân di rời đã vang lên liên hồi, hòa cùng tiếng bước chân dồn rập gọi nhau đi chạy báo. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về phòng chống bão số 3 Yagi, Tối mùng 6 tháng 9, trong con ngõ nhỏ dẫn vào những dãy nhà trung cư cũ xuống cấp tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, tiếng loa phát thanh của lực lượng công an, dân phòng vang lên liên hồi, đề nghị người dân di rời ra địa điểm tạm lánh tránh bão Yagi. Các chiến sĩ công an, dân phòng, cán bộ phường đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, đề nghị các hộ dân nhanh chóng di rời đến nơi an toàn là các khách sạn, trường học để tạm lánh trước khi bão đổ bộ. Trong dãy hành lang, cầu thang nhỏ hẹp của những căn chung cư cũ, dồn dập tiếng bước chân tiếng gọi nhau chạy bão của cư dân. Ai nấy đều tay sách nách mang chăn chiếu đồ đạc đi ra các địa điểm tạm lánh. Trong căn chung cư cũ hơn 40 mét vuông, những mảng tường bong chóc, một người dân sinh sống ở phường Vạn Mỹ tất bật thu xếp đồ đạc đi tránh bão Yagi. Chị cho biết gia đình có 10 người, gồm 3 thế hệ sống trong căn nhà này hàng chục năm nay. Tuy nhiên, từ khi có tin báo Yagi sẽ đổ bộ, chỉ cùng hàng nghìn người dân ở trong các dãy trung cư cũ ở phường Vạn Mỹ được chính quyền vận động khẩn trương di rời vì đây là khu vực thuộc diện nguy hiểm. Chấp hành chủ trương, tất cả các hộ dân di rời ra khỏi các căn trung cư này trước 20 giờ ngày 6 tháng 9. Chị này cho hay, các dãy trung cư này cũ kỹ quá rồi, có nguy cơ nguy hiểm rất cao nên mọi người phải nhanh chóng di rời, đảm bảo tính mạng là trên hết. Cũng như chị, trong đêm gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, 77 tuổi, cũng tất bật thu xếp đồ đạc đưa lên những vị trí cao sáo nhất trong căn hộ trung cư cũ kỹ ở tầng 1 để đi tránh bão Yagi. Người này chia sẻ, vợ chồng ông không mang theo đồ đạc gì nhiều, chỉ mang ít quần áo để ra khách sạn trú ngụ. Phải nghe theo lực lượng chức năng, đảm bảo an toàn tính mạng trước tiên, không nên bám trụ ở nơi nguy hiểm. Chủ tịch phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền cho biết trên địa bàn có 10 căn chung cư thuộc diện nguy hiểm cấp độ C và D. Sau khi khảo sát, phường đã bố trí 6 địa điểm tạm lánh cho người dân, gồm khách sạn, trường học. Phường cũng đã phân công các tổ công tác triển khai vận động người dân di rời và phối hợp với các đơn vị có địa điểm tạm lánh bố trí địa điểm hậu cần, phục vụ nhân dân di rời đảm bảo đầy đủ. Ông Đặng Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền thông tin, Quận Ngô Quyền là địa phương có số lượng người dân ở các chung cư cũ phải di rời nhiều nhất thành phố. Trước 20 giờ ngày 6 tháng 9, quận di rời hơn 7.000 người dân ở 101 chung cư cũ, chưa kể các hộ dân ở nhà cấp 4, nguy cơ mất an toàn trước bão. Tại phường Đồng Quốc Bình, 254 hộ dân ở các chung cư cũ thuộc diện phải di rời trước bão số 3, với tổng số 751 nhân khẩu, người già, trẻ em chiếm hơn 30%. Phường bố trí 6 điểm tránh trú cho người dân từ 12 giờ hôm mùng 6 tháng 9 gồm Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong, Trường Mầm Non 20 tháng 10, Trường Mẫu Giáo Sao Sáng 4, Sảnh tầng 1 các tòa nhà HH4 và HH3. Trong sáng mùng 6 tháng 9, đoàn công tác quận Ngô Quyền và phường tiến hành vận động người dân. Hầu hết người dân chấp hành việc di rời để bảo đảm an toàn trước cơn báo số 3 diễn biến phức tạp. Bà 4, 78 tuổi, người dân trung cư Đồng Quốc Bình cho biết, Trước thông tin từ chính quyền địa phương về cơn bão này, tôi đã dọn dẹp đồ đạc nhà cửa, sẵn sàng lên đường để nơi tránh trú an toàn. Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của bão, Hải Phòng giao sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường học mà có kế hoạch làm nơi di dân để tạm lánh cho học sinh, nghỉ học từ 12 giờ ngày 6 tháng 9. Các trường học còn lại cho học sinh nghỉ học từ ngày 7 tháng 9 thành phố giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ra soát nhu cầu của các địa phương về vật tư dự trữ phòng chống bão kịp thời tham mưu đề xuất cấp vật tư cho các địa phương phòng chống bão cùng với đó sở y tế hải phòng cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong ngành y tế theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão ra soát các kế hoạch phương án phòng chống bão lũ đảm bảo công tác cấp cứu thu dung điều trị và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân không bị gián đoạn các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh khẩn trương triển khai các phương án bảo vệ hoặc di rời các cơ sở y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão sẵn sàng về nguồn nhân lực vật tư cơ số thuốc hóa chất phòng chống lụt bão tổ chức trực ban trực cấp cứu sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân chịu ảnh hưởng của mưa bão gây ra Tại quận Đồ Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để chủ động triển khai công tác ứng phó bão số 3 theo phương châm 4 tại chỗ, không để bị động bất ngờ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất về tài sản cho người dân. Đồn biên phòng Đồ Sơn chủ trì cùng các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3 tổ chức kiểm đếm bằng mọi biện pháp thông báo kêu gọi yêu cầu các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển về nơi tránh trú an toàn quản lý chặt chẽ hoạt động của các tàu thuyền tại nơi neo đậu hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người phương tiện tại các khu neo đậu tránh trú khu nuôi trồng thủy sản ủy ban nhân dân các phường thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của bão tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống đài truyền thanh của phường để thông tin cho nhân dân về diễn biến hướng đi của bão để chủ động phòng tránh hướng dẫn tuyên truyền vận động các cơ quan đơn vị và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão bảo vệ an toàn cho người và tài sản đề phòng nước biển dâng và mưa lớn khi bão đổ bộ Nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của bão số 3 Yagi, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần gia cố, trăng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây và xác định vị trí an toàn để trú ẩn. Theo đó, Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo người dân trước khi bão đổ bộ cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo bão, giữ liên lạc giữa tàu thuyền và đất liền. Người dân cần đưa tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bão an toàn, Đặc biệt, người dân cần gia cố, trăng trống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, xác định vị trí an toàn để trú ẩn. Chủ động sơ tán khỏi các nhà không đảm bảo an toàn, vùng ven biển, cửa sông để phòng nước dâng, bảo vệ lồng bè, tài sản, gia súc, gia cầm, tranh thủ thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, người dân cần dự trữ nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc men, các vật dụng cần thiết đủ để dùng ít nhất 7 ngày. Đề phòng mưa lũ, lũ quét trước, trong và sau bão chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền khi báo đổ bộ người dân không ở trên tàu thuyền đã neo đậu lồng bè tròi canh khu nuôi trồng thủy sản nên ở trong nhà nơi trú ẩn không đi ra ngoài đặc biệt lưu ý người dân không trú tránh bão dưới gốc cây cột điện vật dễ đổ đề phòng tai nạn do đổ nhà cây cối cột điện các vật bị gió thổi bay điện giật nếu trong trường hợp nguy hiểm khi cần cứu hộ người dân cần thông tin kịp thời chính xác vị trí tình trạng Bộ Công an khuyến cáo, trước khi xảy ra lũ lụt, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo tình hình mưa lũ tại nơi mình đang sống để chủ động đối phó, chuẩn bị thuyền, phao, bè, mảng, vật nổi, gia cố nhà làm gác lửng, lối thoát trên mái nhà để ở tạm, cất giữ đồ đạc để phòng lũ tiếp tục lên cao. Đặc biệt, người dân cần bảo vệ nguồn nước, dự trữ nước uống lương thực thực phẩm, thuốc men để đủ dùng ít nhất trong 7 ngày tìm hiểu độ cao khu nhà của mình đang ở để xác định mức lũ dự báo có khả năng ảnh hưởng đến ngôi nhà hay không. Trong khi xảy ra lũ lụt, người dân cần theo dõi, cập nhật các thông tin liên quan đến lũ lụt như nước dâng nhanh, ngập lụt đường cao tốc, cầu và các khu vực trũng thấp. Khi có cảnh báo lũ lụt xảy ra tại khu vực mình sinh sống, người dân lập tức di tản đến khu vực trú ẩn an toàn có nền đất cao hơn nếu được chính quyền địa phương yêu cầu, tránh xa các khu vực bị ngập lụt ngay cả khi nước đang rút không đi bộ, bơi lội hoặc lái xe qua vùng nước đang chảy xiết, đề phòng rắn ở những vùng ngập nước. Sau khi xảy ra lũ lụt, người dân cần thường xuyên để mắt đến trẻ em, không để trẻ em nghịch nước tại các nơi như cống thoát nước mưa, khe núi hoặc cống rãnh. Đặc biệt, người dân không được sử dụng thực phẩm đã tiếp xúc với nước lũ hoặc thực phẩm đã bị hư hỏng, phải sử dụng nước từ các nguồn an toàn cho đến khi nguồn nước sinh hoạt của gia đình không còn bị ô nhiễm trước khi vào lại ngôi nhà bị hư hỏng do lũ lụt người dân cần ngắt điện ở hộp cầu trì áp mát hoặc cầu giao chính cho đến khi ngôi nhà của mình được làm khô an toàn kiểm tra hệ thống ga kiểm tra và tìm các nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ kiểm tra sàn nhà cửa ra vào cửa sổ và tường xem có vết nứt hoặc các hư hỏng khác để đảm bảo ngôi nhà không có nguy cơ bị sập Chương trình của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây. Những thông tin mới nhất liên quan đến cơn bão Yagi bão số 3 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.